Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 44 Chuyện con mũi tiền thân Makasa. Tốt hơn là kẻ thù. Câu chuyện này, khi bộ hành ở xứ Ma Kiệt Đà, bậc đạo sư đã kể về những người ngu si trong một ngôi làng. Theo truyền thuyết, một thời Đức Như Lai từ xá dệ đi đến xứ Ma Kiệt Đà. Tại đấy, Ngài đi bộ đến một ngôi làng. Người trong làng ấy phần lớn là những người ngu. Một hôm, các người ngu hội họp lại và nói: "Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm việc, các con muỗi cắn chúng ta. Do duyên cớ ấy, việc làm của chúng ta bị trở ngại. Tất cả chúng ta hãy đi, cầm theo cung và các vũ khí, gây chiến với các con muỗi, bắn giết tất cả chúng nó." Nghĩ vậy, họ đi vào rừng với ý định bắn các con muỗi. Nhưng họ bắn lẫn nhau, đánh lẫn nhau, làm đau khổ lẫn nhau. Rồi đi về, nằm xuống ở cổng làng, giữa làng và cuối làng. Bậc đạo sư được chúng tỷ kheo vây quanh, đi vào làng ấy khất thực. Các bậc hiền trí trong làng thấy Thế Tôn, liền đựng một cái rạp tại cổng làng, tổ chức cúng dường trai phạn cho chúng tỷ kheo, đứng đầu là Đức Phật. Họ đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống. Bậc đạo sư thấy chỗ này chỗ kia có những người bị thương, liền hỏi các nam cư sĩ: "Sao có nhiều người bị bệnh thế? Họ đã làm gì vậy?" Bạch Thế Tôn, những người này đi đánh các con muỗi nhưng lại bắn lẫn nhau nên bị bệnh tình như vậy. Bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay các người ngu si đi đánh các con muỗi rồi trở lại đánh mình. Trước kia cũng có những người đi đánh các con muỗi rồi trở lại đánh những người khác. Sau đó, theo lời yêu cầu của những nam cư sĩ ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Mahadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sống làm nghề đi buôn. Lúc bấy giờ, trong một làng biên địa ở nước Kashi, nhiều người thợ mộc sống tại đấy. Có một thợ mộc, đầu sói đang đẽo một thân cây. Một con muỗi đậu trên đầu của kẻ ấy. Cái đầu sáng chói như một cái bát đồng, với cái miệng như mũi tên. Mũi đốt vào đầu như kiếm đâm. Kẻ ấy gọi đứa con đang ngồi gần và nói: "Này con thân, con muỗi đốt vào đầu ta chưa bị kiếm đâm, hãy đuổi nó đi." "Thưa cha thân, hãy ngồi im, với một cái đánh con sẽ giết nó." Lúc bấy giờ, Bồ Tát đi tìm hàng hóa cho mình. Đến tại làng ấy, đang ngồi tại cửa quán người thợ mộc. Người thợ mộc ấy nói với đứa con: "Này con, hãy đuổi con muỗi này." Đứa con nói: "Này cha thân, con sẽ đuổi." Nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén, đứng một bên lưng người cha nói: "Con sẽ đánh muỗi." Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bồ Tát thấy sự việc đã xảy ra cho người thợ mộc, suy nghĩ: "Một kẻ thù có trí còn tốt hơn, vì nó sợ hình phạt sẽ không giết người." Rồi Ngài nói lên bài kệ này: "Tốt hơn là kẻ thù nhưng có trí sáng suốt, còn hơn là người bạn thiếu trí tuệ thông minh. Đứa con ngu và điếc định giết chết con muỗi, lại chém đầu người cha, dở ra thành hai mảnh." Nói vậy xong, Bồ Tát đứng dậy ra đi, rồi vì sao mạng chung theo nghiệp của mình. Còn bà con của người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ mộc. Bậc đạo sư nói: "Này các nam cư sĩ, trong thời quá khứ cũng có những người muốn đánh con muỗi lại đánh ngã các người khác." Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, người đi buôn hiền trí nói xong bài kệ rồi đi.
chính là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。